Mở lên nó mép cái lan cá này con. Xuống sớm là đi bài đâu, đúng không? Rồi. Không lậu xuống sớm đã xong bể rồi. Đang nghỉ 10 phút rồi. Làm bánh đấy hết người con dắt vô con chiền gì nữa. Ví dụ có người con chiền vô còn cái đấy không còn ai con dắt vô con đếm vô ăn chứ. Ông đá ông lò đá ấm ảnh. Đang ngủ lò mập như cáp với nó. Thì hàng đây đủ bay muôn nào. Không muôn nào đâu. Đuôi vừa quá. Đá mệt này thế đã xuống gần cho khỏi ông. Còn vô người luôn rồi sao? Người tạo cho. Nghe hàng đây xuống sớm đã xong bảy đầu. Lầu mà. Ờ, không. Đầu lao. Đầu về cũ của nó hồi sinh nhật nó không ấy chứ đâu về đây hồi bữa nó mua nó test là bữa thứ bảy rồi chủ nhật đá cho mấy thằng kia nhớ sợ. Như là anh khỉ nó đã mang rồi. Tối thứ bảy nó đã mang rồi. Thì sáng nha chủ nhật có con không? Mày sao con nhìn á? Con nhìn đâu đâu tắt á, màu xanh này. Ừ, một kiểu nó ra. Đây nó có cổ, còn kia không có cổ. Trời ơi, chúng nữa nó mệt ăn chứ. Hồi bữa cái trận kia bên Giang ăn trước, cuối cùng bên Giang mệt, bên giò nó phủ lại. Tính ra cái bộ thành phố Hồ Chí Minh nó đẹp chứ bộ. Màu trắng cũng đẹp, đội dân quận sáng á. Áo trắng quần đỏ đẹp. Ừ. Phương kia mang giò mang đeo vàng giò đá cho hay nữa chứ đồ gốc kia mang đi về anh đã dở mang về của con giò đá anh hay nên lấy vàng giò anh đá ớn Phước ghê rồi Phước đấy anh Phước Phước đập quang hít cái này Phạm Quang hít lại bài đá hè ăn luôn hè ăn luôn nữa chưa chưa phải chi ngày đó chuyền quang Messi chào quốc Messi ô oh, Messi nào quéo mà nghĩ là tấn super chai chở không điều bên nào đang ghép về lên sớm là được như vậy đâu đủ nó chờ hai thằng đá sân bảy nó đâu thích đá sân nem đâu. Thì nó nghĩ hàng B không lên nè. Tao
Tụi con bữa nào rảnh cứ lên sân là có tụi nó rồi, không ít nhiều cũng có. Bữa nào lũ nó cũng lên đó. Chuyển lên. Em. Người hiểu. Ghế một. Kiến tạo ghế. Cái ghế làm gì? Thằng nào ghé mà bên kia nó bị tâm lý là bên kia nó dở hở. Thằng Phước chút nào, ờ, bên đây có con sói nè. Mạnh gì? Bây giờ vậy mà mạnh hơn con. Nhìn đội hình vậy mà mạnh hơn. Ẹn. Quéo trầu không quéo nó dở. Messi. Vậy Trang á. Bài gẹp lên Trang. Bài lừa gẹp lên Trang. Bên Phú Tèo anh. Cho gỡ là anh Giang mà nó đã dứt ba bàn là con đường nào cũng thấy anh. Bên đó Linh nó dở chân mình mà nó mà tận dụng tốt là nó ăn chiều cũng đậm đà luôn. Linh hiệp một biết bao nhiêu cơ hội, hiệp hai biết bao nhiêu cơ hội. Vậy mà anh Giang vô sàn sàn với hiệp hai nó dứt ba bàn ít nè. Mày xích đá sát sát à, dưới anh đốt được. Ở trên là anh đá ào ào vậy á, anh bê vậy cho mà đá sát xuống đất anh chịu nó. Nên là chiều mà nó đá tận dụng tốt anh cũng đậm. Phước luôn. Quéo nó được lắm chứ, mà do nó bỏ lâu chứ, quéo nó tập nó đá cỡ một hít tình gì mà tình. Quéo đây mà nó tập thường xuyên cỡ một hít nó bỏ túi. Messi. Còn Phước nó bỏ dưới đâu. Ô, Phước lên em dùng cho đây chứ. An. Bên đây mấy mua cầu thủ ngoại play dông ơ. Thả cho thằng Giang nó sợ gì? Thả cho thằng Giang nó nhận. Không thằng nó chút chút đâu vậy?
Hai lứa thành này mai cắt cái chơi chiều đi về đá banh về trễ quá mà làm gì, bọn nó tới rồi mà làm gì kịp. Mai tháo hai cái là treo lên chứ. Lứa thành này với lứa gì con? Dành thiệt cơ không? Không, không tính ra danh cái trận hồi bữa đó sân bảy hôm hôm nào con? Hôm đúng không? Danh bác hay bộ. Không tốt dựng ngon hết. Cũng tốt nó nghiện ma túy nó liều mạng nó hay gì. Lo lo chạy đi. Giờ cái thua mua sang đây mà nó đỡ đỡ mà nó. Đỡ dạng dạng hơn sân bí. Vậy dạng tôi thằng em tôi không dám mấy cơ đâu. Mấy thằng đám được tôi bỏ tôi chạy. Mà thằng em mà đỡ được một tái là nó hứng lên ha. Hứng mình mình đó mà gặp mấy thằng mà nó đá tốt quá. Nó đá tét tè hết đó còn. Sân em chỉ học chụp một cái bê mà chỉ ngã người thôi. Là mày đẩy được. Bể nó rộng. Nó rộng mình với bê. Nhưng mà ra bóng đây nó sút nhiều khi con quát tay đó con. Đi xuống đâu được không? Hứa làm sao hứa anh ai con. Nếu mà giỡn. Nếu nghỉ giấc ô danh hay ghê tao. Thằng cắm số bóp tổ chức giải sân sân đêm á mờ á. Đó hai cái em chạy xuống đó con. Anh em hai cái xéo con. Đăng ký rồi con. Tao định đăng ký đội ra đi nè cái bàn giò này. Bên giò là 2K6, 2K7 nhỏ. Nếu hai cái anh em là bên hồi, xương hồi lên ký đổi. Thằng nghỉ hè đó. Đây, đá lên ký rồi con. Đi đâu? Nó đá chiều là lũ con đi xe máy nha. Đá tặng em giờ chiều tối không có xe buýt đâu mà đi nha. Không lô xe đi. Dọn chào cho lớp con xuống sân này mà còn thiếu mà đi đá giải. Ai không biết nè. Danh chưa đá mà bê đâu vậy? Giang đá cho trúng giò mà nó cũng bê sao? Ờ mặt mai kêu ban Di chở đi được. Nếu mà đá xong cầu là phải mướn xe đi. Chứ tấu không sao đi xe máy. Nam sĩ. Chiến nam sĩ. Kêu làm chở miễn phí. Đúng không? Ờ em bỏ tiền xăng thấu. Còn danh hay với bê. Chuyện ngang qua Messi. Vậy buồn vậy mày. Vậy mấy bữa nay trời mưa này. Cái bàn này bê á, cái bàn bê á. Không, cái bàn này nó bê thiệt á chứ. Bê ní á. Lũ bê đá chúng nó đội Giang hết sức là lũ bê ăn à. Như bữa vậy, Giang đang trước hiệp 1 hiệp 2 lũ bê ngược lại nhớ không. Còn giờ bữa lật ngược thế cờ với hiệp 1 nó thua đậm. Hiệp 2 nó ăn ngược lại ăn gắt 4. Đu luôn, đu mạnh không. Y bài. Ồ. Dành nó ní mà ai ngờ trúng ngư luôn. Mày hít mày game giác không? Chốc hẹp mày đếm gì. Chuyền lên. Banh chuyền lên cho anh đạt quéo vô nè.
Dạng lui sâu về nó chuyền lên ngược đóng cái lồng vô. Vô bám gì rồi mấy đó. Và nó còn sỏi á, sỏi vô hay lắm mấy ông nậu, nó hút thuốc như điện á. Anh này anh yếu à. Giờ anh hút xíu qua sau ngày hôm giờ đá sân bảy mà anh chạy ông nậu anh chuyền tào lao à. Đá đi. Có gì bổ sung còn gốc, nếu mà cơ không thi đấu được bổ sung còn gốc. Ông khác chứ tự ông vô ông kè chịu nổi sân năm. Chứ còn hòn gấu giống như bình thường. Thì ông mà đá biết đá trước người ta cuối cùng riết ông casino quá ông dở luôn cho làm gì. Không không. Như ông Tiến Đạt ông biết đá mà riết bây giờ ông dở ồn luôn. Ông biết đá được hơn mấy lớp 6 mày riết mà giờ ông. Ờ bên đó bắt ổn rồi. Lên giang. Viu, đó nghe, Cơ đâu? Gì mà anh em lần luôn, bị gì, bị chỗ nào? Chuột bình thường có đâu con. Nó bị tê chứ sao? Biết nó sọt rồi mà anh trúng đâu biết. Rồi. Vàng đá hù nó vậy vàng. Lớp này mà hù nó chi con? Cảm ơn Messi. Messi đi. Ông Trịnh Hiệp đi. Dành đáng bác cơ đây dừng xeo này full xanh Việt Nam con. Bán thủ môn full xanh Việt Nam nó thằng nào cũng mập hết á. Lấy cái bụng đỡ không ạ. Bông tôm. Tôm bông. Bên đây. Ôi nó dĩa đâu vậy. Lên. Ở sân này mà lên áp cao lên nó chuyền ngược tiếng hai anh chứ sao cứ lần lưng vậy. Rào. Thằng hòn gấu có cơ hội thế rồi. Cho chụp. Cơ chụp lên được không? Bình thường vậy vô. Nhanh nhảy vào đốp he mà tự thế. Mà lại vô thế. Này mà úp cái mặt chi xuống vậy. Không Messi. Đâu? Bên đây đưa bên đó. Bên ăn cơm đâu? Còn cái banh nữa đâu vậy? Ăn gì mò về ấy.
Đã đi, đã đi. Cậu đều điên rồi nha. Giang đá đừng có dùng tay nghe nha. Chết hết đầu. Báu ở đều á, chứ không phải là móng tay đeo đâu. Đâu vô. Uống máy xị mình thấy quần quần quấm nữa. Chị Tám này. Máy xị vậy? Chị đi em. Tự nhiên Giang, Giang vẫn hy lui vô vậy. Tự nhiên đá banh là lui ra. Biết rồi. Giống mà lấy ơ á. Ê bọn hít vậy. Còn dánh này ăn phước mà còn dánh. Tập đá đây đừng có liền vậy. Tập đá trừ dưới lên đừng có liền kiểu vậy. Liền ăn ai đâu mà liền. Như thằng hiếp ở dưới mà liền ăn ai mà liền. Lừa. Đó, thằng nào đứng trống kia? Đứng hàng rào gì lại vậy? Mấy ông sợ đeo hay sao ní ra hết vậy? Kêu về bốn năm thằng vậy á, rồi mượn thêm vài thằng nữa. Thằng nghề nào không tập banh là không được, banh đâu thâu tập chí. Anh yết lại chứ cần gì bao nhiêu mà ói. Không bây giờ thấy tập đang tập trong sâu lông gà. Cần đa thêm mù. Không có lấy cái sao. Ở giờ đoạn giò chuyên gia lượn được vòng má. Bây giờ dự đoán thì đội con thắng hay thua. Messi hi sao lừa dữ vậy.
Đó. Xuống đi. Tàu phun đi. Anh xuống đất cho anh biết sao vậy tàu. Bể hê hê. Tập mai sáng sức lữ. Dễ ăn quá nó tàu lao. Còn anh Gia Lai dễ gỡ quá. Ê, ông kêu à, gỡ vô cho tập. Gỡ vô cô quen biết mà gỡ. Bình Định này chắc gỡ được chưa mà Gia Lai không? Ông tập gỡ ông phải quen chứ. Còn ví dụ như thấy nó hay hồi bữa cái giải kia mấy ông kêu gỡ tập thử là được. Chứ ông chú ông bác nó có quen ai đâu mà gỡ ai nhận ông. Như tụi cảnh kia tôi quen ông Hùng tôi mới gỡ được chứ còn tôi không quen làm sao lũ nó ai nhận. Vậy hồi giờ nó tập cũng có từ sáng chưa gỡ. Chưa. Còn con mà tập gửi là con phải tiền ăn tiền ở rồi con phải phải bỏ tiền ra. Ừ, sao ông Bích Tương khỉ nói vậy? Kêu tập đỡ ấy bỏ tiền lại cho nó ăn uống. Đúng rồi, con tập gửi là nó chỉ cho con tiền cái tiền tập thôi. Còn tiền ăn tiền ở con phải ói tiền ra. Còn đây mình ở gần Bình Định đây là sáng mà trưa mình ra, chiều mình tập mình về. Ông Bích Tương nó kêu vô mà cho. Còn mà lên Hoàng Anh Gia Lai á, là con tập gửi là con phải mướn nhà, mướn đồ con tự ở tới giờ con tới tập không gì à. Ừ. Là con cứ tới giờ như này luống hồi là tới giờ 2 giờ tập 4 rưỡi con gì à. Tự ăn tự uống. Đây là tập gửi. Chứ còn mày con chính thức là nó bao ăn bao học bao ở luôn. Tái đây mà sao mới tái ra vậy? Thì theo thằng cho con. Ủa đây tái đây mà. Cái cua thằng cho con. Ví dụ nó tập chân trái mà phải nó phải tập chơi nó không tập làm sao nó hay con? Nhưng Giang hồi trước nó không có tập làm sao nó biết đá. Thằng Giang lớp 6 nó chưa biết đá banh thế này nó không tập làm sao biết tập riết nữa nó đá được không thấy này. Như cái thằng lớp con chân trái vậy nó tập nó phải biết đá chứ nó không tập sao biết đá. Như thằng Hải nhà ông Hoàng đá cũng vậy chứ nó tập là nó biết đá nó không tập nó cũng vậy chứ nó không chân trái đó. Thằng Giang lui sau về lấy chứ gì đâu thằng Hiết mà càng không được Hiết mà sợ gì mà. Dạ vậy hết sức thua. Ăn đâu? Em. Quay biển dữ quá mà ăn dữ quá bánh ngọt dữ quá mà. Áp cho con giò nó xuất vô sao áp mạnh lên chứ. Đá gì mà để hiếp nó luồn với mình nó không à. Phạm dự đoán kết quả tối nay được con thắng hay thua?
nào mà nó đầu chắc trên nhà. Chặn cầu. Đấy là không không để xong rồi chắc ý mới nuôi. Thằng Hiến nó núp trong bụi không thấy vậy. Chuyện nó ăn đâu. Giang lên giang. Anh rồi quéo nó hay lắm. Dẹp. Quéo nó hay lắm. Quéo nó hay lắm. Quéo quéo sau này tương lai đội trưởng tường tôn gì á. Cái lớp giò mà nó lên lớp 10 là thằng quéo là đội trưởng á. Nó hồi giờ nó cũng vậy chứ mà do nó không đá, hiểu không con? Nó đá thường xuyên nó cứng cát chân chứ. Đây nó bỏ lâu quá nó yếu cho con. Con nghe nào con đá con hơn nó nhiều chứ. Còn nó ít đá chân cẳng nó yếu chứ. Thôi. Cậu. Đây. Vô đâu? Ba thằng mà để nó bỉ cái rộp anh ăn cái rộp làm gì? Ba thằng là ba thằng bắt bắt người vô cho ba thằng ôm chỗ làm gì? Ôm Messi. Bánh mà bắt một vô chứ. À không hiếc đứng mình nữa chưa? Ai? Dạ. Ai? Đi, đi nhanh lên. Nhanh lên. Hey. Quế mà kèm được hiết là dở. Nước lên. Cái bài đây mà không đá không thua mà dở dưới đó. Lộc chạy ra Lộc. Vô vô kia Phạm. Nó liền cái ban đơn giản ra kịch nữa chứ. En rồi. Lên giang. Xuống rồi, giang lại sao giang nổ. Đá chân giang lại. Hồi chưa hả? Hồi đâu. Nước đi. Messi. Anh. Quéo nó đông gốm đấy. Một quéo hút. Anh. Ừ. Ai. Ờ. Quéo nó đông. Quéo nó đông gờ lắm chứ. Thấy đâu. Bữa tao quên cắt cái đoạn này giao cho nó. Cô bỏ tiền luôn mà. Ê, quét bài. Ờ, chuyện đâu vậy? Hít mà nãy giờ mà nó luyện mà hít nó ăn mà không biết bắt được hít mà làm gì? Ngon á, hít Phước này ngon á. Lướt ăn đâu? Mày ở cơ.
Quéo à quéo. Đây chú Phương Vĩnh. Ờ thế Phương Vĩnh đi. Chịu. À hết tay, hết tay. Ngân. Đi luôn. Ra. Đâu mà thấy vui. Dạo này câu bộ dông Leo tạm ngừng hoạt động rồi sao vậy? Đi. Câu bộ đây dạo này đá sân nào? Không có đủ kèo AS nè. Kèo AS đá lại kèo con. Chục to tụi nó nhỏ không? Nhỏ đá kiểu nhỏ. Ừ. Nhỏ đá kiểu nhỏ. Nhỏ đá lớp xéo. Lớp 7. Lớp 7 một con rồi nè. Ừ. Chào Messi. Thì này lừa dữ không? Ờ. Lọc này nó phá một cái là bê ra bịt liền chứ. Dạ. Đi Messi. Đâu rồi Messi đảo chân. Anh Hy là bây giờ bị danh Messi là bị dính rồi á nha. Ờ. Messi ngồi hàng anh. Cách giá. Cái thằng nhỏ gì đó đi cơ tạo cái thằng. Messi cũng ngoài hàng anh. Bất gì mà. Biết cái thằng đó là ở trong ngoài đường đá vậy như là. Đức thằng Đức Anh á, thằng đấy thằng Đồng á, nó kêu thằng Đồng bóng đá Hà Tĩnh á. Messi Hà Tĩnh á. Đức tộc luôn. Lúc mà nó vô quá, nó vô trong á xe già tụ. Rồi dắt giang. Dắt nhanh đi. Để giang nhé. Anh rồi. Nào, Hy nó bị do đâu. Cho phi rồi mà không đếm. Còn cái bánh vàng đâu? Phải có. Bánh vàng này kính kính cầm đâu mất rồi. À bên đâu bánh vàng tới đây. Nè, nè mở ra. Điều hả Phước?
Chào game Hy đâu? Gian két. Gian lướt nhanh lên. Ba ba đang gian phản công nó theo mình kìa, mình giết ào ào theo xuống chứ. Mình nó truyền hư là nó đã yếu rồi. Lượn giò chuyên gia lượn ngược vòng. Chào Phước. Phước y lại á. Ui, giờ đã anh em cầu luôn. Nó hấp dẫn hơn. Đội thắng nhà khỏi trả tiền. Lúc quân sơn đông á. Chuyện mặt quân mì nữa. Tập quân xuống đá ba đội. Nào anh đâu? Đồ chuyện tốt quéo là anh banh đấy đâu. Đá xuống. Giờ ít người xuống quá. Chuyện đâu xuống đâu. Tướng vậy mà nó đâu có ham đâu mà. Sao biết nó nói sao? Ừ. Xong thì con nó nhìn chụp hết mà sao được chụp không? Vậy thì nó chụp mình cơ đá. Ai đâu dành. Không có người đốt quên đá banh, không có người đốt quên thì mày dành. Bái đi chụp đi, cho ông chụp nó. Vô chụp chứ. Đi tao ôm với à. Chụp cho anh cơ đá. Họ dập luôn đi, ông ra nữa đường nào ăn ông nổ, họ đá luôn đi, danh ngậu hoài. Để thôi tao ngậu hoài tao chim phim được. Chẳng đi. Ê. Tự nhiên Lý Tu Lam trong đây phim với anh vô thật bây giờ bóng đá Lý Tu Lam ông. Ờ. Ông đặc quét. Lý Tu Lam cũng bóng đá gì nữa. Lý Tu Lam đội bóng đá. Đội bóng Tu Lam là Tiêu Châu Anh Tì ông nậu. Đây là đội bóng Tu Lam. Còn Lý Tu Lam và võ thuật mà tự nhiên. Châu Lao. Châu Anh Tì là đội bóng Tu Lam ông nậu. Bữa tôi đá skill của thằng trong gì ông thấy à. Gian chặn lại chứ vội vã gì đấy. Áp lên bắt luôn. Thằng Hy mà nghĩ giờ đen hiếc nó làm mưa làm gió dở nha. Rồi mất bóng thua. Gian Phạm. Chắc lên từ từ rồi. Giang xu hướng thằng Phước lên. Thằng Phước nó kêu nay nó hết phép đâu. Hồi giờ có phép đâu hết phép. Thì An. Về kêu câu bộ F Play Dông đá với ASHR này. Dựa màu á. Đúng không? Bên đó có cái dầu nữa. Ừ. Con nữa, hello nữa. Không vào.
không vào, không vào nghe. Gác máy mà sao đội gian lơi vậy? Gì? Máy đây gác ba rồi. Thua nữa đâu. Chị ngang qua. Banh chưa đá mà lo nó bêm. Gác ba đâu mà. Xử lý không ra được thì nó đâu. Buồn đó. Ừ, vậy nè. Ý, đâu có vô ấy hay dữ. Quéo đó. Bành chưa về. Thấy đâu? Thấy đâu á. Ừ, đi Vinh. Thằng nào lan cho anh vậy? Dành, ồ, dành hay. Tham tiền mà nói gì đó. Hồi nãy con càng rồi nó kêu con đá xấu nó mà nộ. Đâu hả thầy? Quái tì. Ừ. Thấy xe rồi bí mà tôi quái tì. Bác Trang. Thì bác sỏi, quái tì. Ồ, con kìa. Quái cái lù. Bên đây. Ồ. Thì bây giờ. Ê gì? Quéo về đốt cho thằng Đạt á. Quéo về đốt đi. Bốn tái lần rồi. Chứ sao mà kêu đá không đá? Nó kêu đốt cho đá mà. Ừ, thằng khùng. Ông đang nghẽn bận áo đây, giờ ông lấy đá ông đạn bận ra. Bãi của cải. Tự nhiên áo mình đây nghẽn bận. Bẻo giữa như có. Ồ, à bả bắt xa đâu á. Bắt xa. Bắt xa. Ý. Bắt xa. Bắt xa. Bắt xa. Ra ngoài luôn. Tội nè. Giết tiền nó giúp ngồi á, giúp em ạ. Chạy muốn hít à. Một pha chụp ớt. Bây giờ tao đang xít tiền luôn. Ngoài tiền. Thằng Hy mà nghĩ là để anh hít nó làm mưa làm gió. Tàu á. Để tích cực. Thì nghĩ giờ nó hiết đứng sau lưng mà nó không biết hết đó. Hiết đứng nào mà qua chỉ qua bên nó rồi banh chiền là mình kích chứ. Nó bê tào lao. Cái tướng nó to, phương thành nó nhỏ là nó quơ như thế nào không dính. En. Ô, thằng nào? Thằng khi nào vậy? Nghe sỏi. Được vậy quá. Đi bài. Còn hít nó đá chân trái nó lịch sử luôn. Cho đúng rồi. Lịch sử đâu? Benanti. Đi ăn. Không cãi. Vậy nào? Không vào hả? Đúng chàng nhau luôn. À, bỏ ông Thành thua cái bàn này. Phản công nó ăn nè. Áp đi Giang. Đó sân này mình áp vô nó chặt mình ấy chứ. Bị lại cho nó đốt. Không ngon nó bị số mày. Bàn sân này mình áp lại cho nó đóng mình gần cho chết. Mày bữa thằng Giang nó thường bị ngược lại mà sao nó không bị biết. Hết sức. La lên thủ mồm la lên hít nó chạy hướng nào cho Huy nó biết nó bắt chứ. Liền luôn Giang chứ. Em đã đâu em Will.
thành luôn, nó huấn luyện đó. Nó tào lao nó quýnh đó. Tào lao. Tào lao gì? Luôn nó quýnh ông bây giờ. Nó chứng cá đựng luôn. Luôn mà nó có mấy cái này con cùi sao? Luôn mà nó có mấy cái này là con cùi à. Luôn nó coi mấy cái đây giải được chưa? Luôn nó mà có cái con cùi. Giang ba banh người ta xuất mình áp sát người ta xuất khỏi đeo mình đứng chờ bán nó xuất càng trúng người càng đeo. Nó mà coi mấy cái đây là tao cùi. Coi làm gì? Chứ sao khác nhiều mà dễ mà chứ sao khác trực tiếp chứ sao khác ở ấy mà khác dung lượng mà trực tiếp. Cha mạng yếu rồi quá. Phản công. Mình giang siêu. Lướt luôn. Bóc đi, bóc đi. Hỏi người anh em. Cái xì luôn à. Danh, danh, danh. Em, em. Ồ, thằng hay á. Thằng được á. Ăn gạo, cặn lại, đập ngược lên. Lúc mình hại. Nó nhóc rồi đi. Dạ thằng già đếm cái đầu một cái cho. Cắt giá. Messi. Ăn rồi. Mày go. Giang. Cái cho thằng số 8 theo hít rào hết đường. Thằng hít đâu mà theo đó nó hết đường à? Messi. Messi can. Messi diễn ba thử luôn rồi xem luôn. Xem luôn Messi luôn. Messi gian đó. Messi số 10 diễn ba thử luôn. Xem luôn. Đây luôn. Hai Messi luôn, bộ đội Messi luôn. Yeah luôn. Messi luôn, đảo đảo. Luôn. Danh tiêu không? Cái gì ơi, gì vậy? Múa lửa hả? Đảo đâu con quắc à. Múa lửa. Cơ mày à. Ba nãy giờ nó không càng nó đấm vô một cái rồi không? Cho nó cho Giang ní mạnh ra đây nó tiền nó đấm cái rầm này. Giang ra phía chỗ ông ba này. Phát mạnh ra sâu qua cái đầu hồi về đi. Giang đừng có cuốn vô. Ờ. Ní không? Ní. Ờ, ra bàn mà ní vậy tử. Lại đó. Bom nổ. Bom nổ. Phước. Bom nổ. Sao nổ nhiều á tử. Sao nổ gì điện á.